tọa lạc tại đường Thiếu Niên 3 thuộc xã Trừ Văn Thố, Bầu Bàng, Bình Dương. Phúc An Garden chính là điểm trung chuyển giao thông hàng hóa hoàn hảo giữa miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên thông qua các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 13, quốc lộ 14 và cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, Hồ Chí Minh. Nằm trong khu dân cư sôi động, dự án hội tụ những tiện ích nội ngoại khu vượt trội nhất khu vực, từ hệ thống trường học, y tế đến hành chính, dịch vụ ngân hàng. Là tâm điểm của vùng kinh tế Đông Nam Bộ, Phúc An Garden liên kề nhiều khu công nghiệp trên địa bàn hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước như khu công nghiệp Mỹ Phước 1-3, khu công nghiệp Bầu Bàng, khu công nghiệp Megamax Bình Phước, khu công nghiệp Chân Thành. Phúc An Garden là miền đất hứa mang thành công, hạnh phúc cho những chủ nhân tương lai.